trên mái đầu còn xanh mà tim trắng. Vâng, đối với sản phẩm loa BK thì chắc là em không phải test thử chất âm nữa các bạn, đúng không ạ? Không phải test thử chất âm, chỉ là quay qua để giới thiệu đây. Đấy, nên em nào vẫn còn cái sơn tường một chút xíu rồi. Đẹp đến hết cỡ luôn. Và Ngọc Quang Bắc Giang chia sẻ với các bên Ngọc Quang là cung cấp cho những bác khách kỹ tính. Những bác nào kỹ tính cẩn thận thì hãy alo cho em. Còn bác nào mà muốn mua hàng xấu, hàng thanh lý thì Ngọc Quang Bắc Giang xin thưa các hẹn các bác ra riêng. Còn hiện tại bây giờ chỉ em chỉ bán hàng đẹp thôi các bác nhá. Nên nhớ là lúc này Ngọc Quang bao nhiêu hàng đẹp lúc này bắt đầu xuất quân ra để bán cho các bác đây. Đấy, những cặp loa BK đẹp đến hết lực sẽ chuyển về cho các bác ở Thái Nguyên này, Nam Định, Thái Bình và Vĩnh Phúc, Hải Dương. Những cặp BK này rất nhiều và đặc biệt là cặp này sẽ chuyển về cho một bác khách ở khu vực Bắc Cạn, thành phố giáp thành phố Thái Nguyên sẽ chuyển ngay cho nhà xe trong chiều ngày hôm nay. Và với tình trạng những cặp loa BK của Nhật Bản BK25, BK880, 25 mã đẹp xuất sắc hết cỡ các bạn ạ. Vâng, em không phải test chất âm nữa các bạn. Thực sự là nó rất là hay rồi. Đấy, nó rất là hay. Em chỉ quay video thôi, giới thiệu về cái độ đẹp của những sản phẩm bên Ngọc Quang. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển này. Và cặp loa này nếu giá bao ship thì nó xấp xỉ 4 triệu rồi các bác nhá, xấp xỉ 4 triệu. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.